tạm giam thanh niên tông xe làm chết thai phụ. Khang chạy xe máy từ quán nhậu về nhà đã tông vào xe máy của một phụ nữ chở con trai. Hậu quả vụ việc khiến người mẹ mang thai tử vong. Ngày 15 tháng 2, Công an huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Lâm Huỳnh Vĩ Khang, 22 tuổi, ngụ huyện Dòng Riềng về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo khoản 2, điều 260 Bộ luật hình sự. Kết quả điều tra xác định tối mùng 1 tháng 6 năm 2021, Khang đi nhậu rồi chạy xe từ hướng xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, Gò Quao về nhà ở huyện Dòng Riềng. Khi đến ngã ba ở xã Định An, Khang tăng ga vượt lên xe của chị Dương Ngọc Dễ, 43 tuổi, người địa phương. Lúc đó, chị Dễ chở theo con trai là Võ Bá Thiên, 9 tuổi. Do không làm chủ tay lái, xe của Khang va chạm với xe chị Dễ khiến hai mẹ con ngã xuống đường. Sau một tuần điều trị tại bệnh viện, chị Dễ tử vong khi mang thai 5 tháng. Bé Thiên bị thương nhẹ, chỉ nằm viện vài ngày. Hơn nửa năm điều tra, Công an huyện Gò Quao xác định hành vi của Khang đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên thực hiện các bước tố tụng.